Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình Chúng ta là gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay Bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 21 tháng 11 năm 2022 Thì trước khi vào bản tin giao dịch ngày hôm nay Hy vọng rằng anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo Ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình à, Như thường lệ thì ngoài cái bản tin giao dịch uh, trong buổi chiều và mỗi buổi chiều của các ngày ra thì mình trong giai đoạn hiện tại thì mình có làm một các cái livestream về trực tiếp Từ lúc 8h15 cho đến 8h45 Để chúng ta có thể là lọc cổ phiếu trước phiên giao dịch Thì từ đó sẽ giúp anh chị nhà đầu tư sẽ có thêm cái thời gian Để lựa hàng kỹ hơn Trước khi mà biến, bước vào một cái Giai đoạn mà thị trường Trong phiên thì nó rất là biến động thì Hy vọng giờ anh chị nhà đầu tư sẽ có cái thời gian để Cùng theo dõi Với cái livestream của mình và mỗi ngày Chúng ta sẽ đến với bản tin giao dịch ngày hôm nay thì uh, sẽ có hai phần chính thôi. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng điểm qua thị trường trong phiên giao dịch với những cái biến động trong phiên. Và ngoài ra thì cũng sẽ xem uh, trên uh, khung đồ thị của index xem uh, có những cái vấn đề gì. Chúng ta sẽ cùng nhau uh, đưa ra cái hành động và đưa ra cái chiến lược giao dịch trong các phiên giao dịch tới. Và cuối cùng thì chúng một số, uh, có một số các mã cổ phiếu mà mình uh, đang quan tâm mà cũng uh, muốn uh, giới thiệu cho mọi người nếu mà mọi người có uh, đùng... Uh, đồng cái quan điểm về đầu tư thì chúng ta có thể là tham khảo và có cái cái điểm mua chúng ta sẽ cùng mua thì đấy là chúng ta sẽ đến với VNX hôm nay thì chúng ta thấy rằng là một phiên giao dịch giảm điểm tương đối là mạnh với cái mức giảm 8,68 điểm tương đương 0,9% 259 mã tăng và 177 mã giảm ở viên 30 thì hôm nay giảm mạnh hơn một chút với 14,31 điểm tương đương 1,47% chỉ có 7 mã tăng trong 20 mã giảm và cái câu chuyện của Lovaland và DPR thì vẫn chưa được giải quyết khi mà những cái mã cổ phiếu này vẫn có cái sự chất sàn rất là lớn ví dụ như DPR thì cho tới thời điểm hiện tại lúc 6 giờ này mình làm video thì lúc 5 giờ thì đã có cái thông tin chủ tịch mua 20 triệu PDR tuy nhiên rằng là cái mức này thì nó cũng chưa đáng kể quá đáng kể so với cả mức dư sàn này à và ngoài ra thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì với cái áp lực chốt lời thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch buổi sáng thì còn có cái sự rung lắc về cái chiều tăng Tuy nhiên là đến chiều thì hầu như là Ở trong một cái sắc đỏ Khi mà lượng hàng bắt đáy về Một số các dòng cổ phiếu khỏe trong viên giao dịch ngày hôm nay Thì chỉ có đến từ các mã cổ phiếu dòng dòng thép và dòng bất động sản Còn lại thì hầu hết là bị bán tương đối đau mạnh Và cái lực bán này thì nó đến không có gì là quá bất ngờ cả Và cái thanh khoản hôm nay thì đạt 8.700 tỷ thì đối với mình thì mình đánh giá rằng là cái thanh khoản này thì cũng là cái mức chấp nhận được so với cả cái mức giảm điểm là cái mức giảm hơn 8 điểm một chút Đấy, và cho thấy rằng là cái lực bán thì thực ra nó cũng không có quá mạnh và nó cũng không có sự hoảng loạn trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, ngoài ra chúng ta còn phải lưu ý thêm một số các cái vấn đề nữa trong phiên giao dịch đấy chính là một số các mã cổ phiếu bắt đầu có hiện tượng quay trở lại cái đà sàn à, quay trở lại cái đà bán mạnh từ một số các leader của các dòng cổ phiếu ví dụ như là EB ib thì sau những cái phiên giải cứu thì hôm nay quay tiếp tục quay trở lại sàn và cái mức dư sàn thì nó cũng khá là kinh khủng khiếp. Đây chúng ta thấy rằng là vẫn dư sàn đến tận 2,4 triệu cổ và cho chúng ta thấy rằng là nếu nhà đầu tư nào bắt đáy cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 11 mà hôm nay chưa bán, thực ra là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì bán giá nào cũng lãi trừ cái giá sàn này ra. Còn bán giá nào thì mình nghĩ rằng là cũng lãi hoặc là nếu mà đua thì thực ra là lỗ một chút thôi. Đấy nhưng cái việc này nó sẽ dẫn tới là một số các mã cổ phiếu nữa cũng bị bán sàn rất là mạnh ví dụ như là DVKG này đây cũng là một cái mã cổ phiếu leader của dòng bán lẻ thì với các mã cổ phiếu này thì khả năng cao trong các phiên giao dịch tới nó sẽ tiếp cận về cái vùng đáy cũ một lần nữa để kiểm định lại đấy với cái thanh khoản này thì chắc chắn là nó sẽ quay trở lại kiểm định và thêm một số thêm một mã cổ phiếu bị bán mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay nữa thế là hàng thị trường thôi không phải là hàng cơ uh, hàng bị sàn từ trước hàng thị trường thôi HBX mới cần RC thì bị sàn từ trước rồi với uh, họ nhà Vin thì hôm nay bị bán vào ATC tuy nhiên rằng cũng có cái lực lực uh, cân lại logistics cả. à không à, phải DGC Đấy, DGC một mã cổ phiếu mà hàng thị trường trong đoạn trước tuy nhiên rằng trong đoạn này thì chúng ta thấy rằng là vẫn tiếp tục bị bán sàn và thậm chí dư sàn đến tận 500.000 cổ với cái mã cổ phiếu mà đến cái mức giá 500 này thì mình nghĩ rằng là trong phiên giao dịch ngày mai nó sẽ có cái khả năng mà nó tiếp tục thủng thì đấy là với nhận định qua về thị trường trong phiên chúng ta sẽ cùng xem trên khung đồ thị để đánh giá được thị trường đây là trên chart đồ thị của VN chúng ta thấy rằng là với kịch bản của mình thì thị trường nó sẽ có các cái nhịp hồi lên quanh mức 838 hoặc thậm chí là nếu mà khỏe hơn thì quanh mốc 1000 Tuy nhiên cái kịch bản này thì chúng ta sẽ cùng uh, chúng ta sẽ cần một cái điều uh, tiên quyết uh, đầu tiên để chính là nó phải vượt qua hẳn cái đường MA20 ở đây. Đây cũng là một cái vùng uh, kháng cự rất là mạnh và không chỉ ở cái vùng uh, 980 này, nó là không chỉ là đường MA20 mà nó còn là một cái đường của kênh giảm giá và cái kênh này thì trong một giai đoạn giảm giá thì nó cũng sẽ coi là một cái uh, đường kháng cự rất là mạnh. Cho nên là cái việc để EVNX nó rơi vào một cái đà hay là nó rơi vào một cái trạng thái nó khác thay đổi cái trạng thái từ giảm sang tích lũy hoặc là giảm sang tăng thì nó sẽ cần phải vượt qua cái vùng này một cách mạnh mẽ còn nếu trong trường hợp mà quay trở lại đà giảm thì chúng ta sẽ có một cái mốc hỗ trợ là cái mốc hỗ trợ đầu tiên ở đây chính là cái đường MA5 quanh giá 960 958 ở trên hệ thống Kijun à, hệ thống Ichimoku chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ quanh giá 933 và nếu trường hợp mà chúng ta này giao dịch theo pricing thì còn thêm một cái hỗ trợ ở mức này nữa cái mức này thì chính là bằng 1 phần 2 cây nến tăng một phần hai cây nến đảo ngược xu hướng là quanh giá 910 và quanh vùng 900 luôn. Thì đấy là các cái mốc hỗ trợ tiếp theo của vndex Và với trường hợp mà thủng cả vùng 900 thì mình đánh giá cao rằng thị trường nó sẽ tiếp tục một cái Đà giảm rất là mạnh. Mà lúc đó thì các cái mã cổ phiếu thì tiếp tục sẽ là quay ra, quay ra bán sàn thôi. Mặc dù là thị trường nó vẫn đang có những các cái tín hiệu về uh, xác nhận vùng đáy nhưng mà nó chưa đầy đủ các cái tín hiệu, chưa đầy đủ hết các tín hiệu ở đây thì MACD chúng ta thấy rằng nó đã có ba đoạn phân kỳ rồi tuy nhiên rằng ba đoạn phân kỳ nó trong một giai đoạn downtrend thì nó sẽ tiếp tục là bị uh, nó sẽ không có cái khả năng uh, chính xác bằng giai đoạn uptrend chúng ta thấy rằng là kể cả trong giai đoạn hồi tháng 6 này, hồi tháng 6, tháng 7 thì cũng có những cái giai đoạn mà nó đến, cần phải phân kỳ đến ba đoạn thì nó mới hồi cơ tuy nhiên trong giai đoạn này chúng ta thấy rằng là cái vị trí của nó vẫn đang khá là xa không cho nên chúng ta cũng rất là khó để giám chắc rằng à cái vùng này nó sẽ là được coi là vùng đảo chiều. Đấy mặc dù là trong dạng này chúng ta thấy rằng là các cái à, thị trường hay là các cái chỉ số của thế giới chúng ta thấy rằng là đều đang rơi vào một cái đà downtrend à đà uptrend hết rồi. Nên tuy nhiên rằng là nó cũng không quá liên quan cho đến à, không quá liên quan đến vn trong giai đoạn hiện tại. Nhưng cái việc của chúng ta sẽ chỉ là quản trị à, danh mục của chúng ta thôi. Đấy vì là thị trường nó vẫn đang à, giao dịch trong một xuống hướng giảm cho nên là cái vị thế của anh chị nhà đầu tư cũng chỉ nên dừng lại ở cái mức 50% thôi và trong các cái khuyến nghị của mình thì mình đều có nhấn mạnh rằng là cũng chỉ lên giao dịch ở mức 50% và cái chiến lược giao dịch của anh chị nhiều tư thì cũng chỉ nên dừng ở cái mức chỉ lên ở cái trạng thái có là chúng ta mua để lướt tê cộng sau đó thì hàng về chúng ta sẽ canh bán đi và nếu có điểm mua mới thì chúng ta hãy mua nhưng hãy mua theo cái dạng rẻ dạng quá à, nên rẻ dạng chứ không nên mua quá mạnh mẽ trong giai đoạn này thị trường nó sẽ chỉ hình thành đáy khi nào À, đầy đủ các cái điều kiện và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là thị trường mà đã hình thành đáy rồi thì, thì uh, rất nhiều các mã cổ phiếu và rất nhiều các dòng cổ phiếu chúng ta mua bừa thì chúng ta cũng có thể là chiến thắng được thế tuy nhiên trong đoạn này chúng ta thấy rằng là nó chưa hình thành nó chưa có các cái, cái mã cổ là chưa có các cái tín hiệu đầy đủ cho nên là ở cái trạng thái là 50-50 vì thế là uh, khi mà ở trong một cái trạng thái 50-50 thì chúng ta nên cẩn trọng nhiều hơn là cái việc mà chúng ta quá tự tin thoái quá vào uh, kể cả một chiều hướng, cả cả short, kể cả, cả, cả long thì đấy là với uh, chiến lược của chúng ta hay là với uh, cái hành động của anh chị nhà đầu tư trong các phiên giao dịch tới thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai luôn. Thì bản tin ngày hôm nay thì mình cũng sẽ làm ngắn đi một chút vì thực ra là à, các cái diễn biến trong phiên cũng không có quá nhiều và ngoài ra hôm nay cũng có trong uh, thứ hai thì cũng không có quá nhiều các tin tức. một à, mã cổ phiếu đầu tiên mình uh, có lọc ra và có để ý và theo dõi sát để chính là với SSI. Thì đây là mã cổ phiếu dòng chứng khoán và nó đã có cái tín hiệu vượt lên đường EMA 20 rồi chúng ta thấy rằng là các cái tín hiệu nó vượt lên được 20, nó sẽ là một trong những cái trạng thái rút của cổ phiếu. À, thay đổi trạng thái từ trạng thái giảm ra sang trạng thái tăng. Thì với SDI chúng ta thấy rằng nó đang ở trong một cái giai đoạn nó đang có phân kỳ dương đến ba đoạn. Và ngoài ra thì mã cổ phiếu này trên cái hệ thống MA-Chimoku thì nó đã vượt hẳn cái đường Kijun rồi. Đấy và trong uh, chúng ta nhìn thấy rằng là trong các cái giai đoạn mà nó vượt hẳn lên đường Kijun thì chúng ta thấy rằng là chúng ta mua tế cộng thì cũng rất là khó để À, để lỗ được và ngoài ra thì lỗ thì cũng là những cái khoản lỗ nhỏ thôi và thêm nữa thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ giúp chúng ta xác định một cái con sóng tăng lên tiếp theo Đấy, như là SSI trong cái giai phiên giao dịch ngày 28 tháng 7 28 tháng 7 2022 thì đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ theo dõi đầu tiên này với cái điểm mua à, với cái điểm mua chúng ta có thể là canh mua quanh vùng giá 15.5 cho đến giá 15.6 chúng ta sẽ là mua khá là tốt cho cái điểm mua gom và cái cái target ở quanh mức giá đầu tiên ở quanh giá 18.2 cho so đến cái target thứ hai là quanh giá 20. Đấy và đương nhiên là sẽ có thêm cái phần cắt lỗ rồi. Thì chúng ta có một cây nến tăng đảo ngược cái trạng thái cho lên rằng cái cây nến này được coi là phá vỡ vùng giằng co uh, trong một xuống giảm. Thì với cái cây nến này, này nếu trường hợp mà thủng quanh vùng giá 14 thì chúng ta sẽ xem xét với yếu tố lên cắt lỗ. Thì đấy là với SSI. Thì mình khi mà mình đưa ra một số các mã cổ phiếu thì mình sẽ là đưa ra cả cái mức điểm mua, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ. Đấy thì anh chị có nhà tươi có thể là quan tâm thêm. Tiếp theo là với STB, thì STB cái chạc đục của nó thì cũng tương tự thôi. Và với mã cổ phiếu này thì nó mở gáp trong cái phiên giao dịch ngày 16 tháng 1, 16 tháng 11. thì các phiên các cái nhịp còn lại nếu mà trường hợp mà về giá 16 thì chúng ta có thể là xem xét kênh mua hoặc là kênh mua thêm được. thì nó đang cũng đang có một cái dạng về phân kỳ dương. Đấy và ngoài ra thì cũng đã áp sát đường không rồi. Đấy. Với mã cổ phiếu này thì cũng tương tự như SLI thôi và không chỉ với STB nhé, không chỉ với SSI thì mình thấy rằng rất nhiều các mã cổ phiếu có cái trạng thái nó thay đổi khi mà nó đã nằm trên đường nằm trên cái đường Kijun này rồi ví dụ như trong các giai đoạn này, trong các cái giai đoạn tháng 6 này, chúng ta thấy rằng là nó nằm trên đường Kijun và nằm trên đường MA 20 rồi mà CD nó đang có tín hiệu là cắt lên không thì đây là những cái cơ hội mua cho chúng ta. Đấy và đương nhiên là cũng sẽ có những cái nhịp mà cũng sẽ có những cái cắt lỗ và target cụ thể thôi. Đấy, thì với STB chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng nó sẽ có một nhịp xoay quanh vùng giá 19.9 quanh vùng giá 20, có nghĩa là nó sẽ đâm một phát vào mây như thế này. Đấy, dạng như thế và chúng ta sẽ có cắt lỗ cái điểm cắt lỗ của nó cũng tương tự như là SSI thôi. Khi mà chỉ cần thủng một phần 2 cây nến à, một phần 2 cây nến à, cũ thì chúng ta có thể là canh bán được, à, canh cắt lỗ được quanh giá 15.4 cho nên cái tỷ lệ rủi à, ro và tỷ lệ lợi nhuận nó sẽ có tương đối là ok. À, cổ phiếu thứ ba, này chính là với này thì với gách thì chúng ta thấy rằng là mình đang khuyến nghị rất là nhiều hay là mình đang nói đến rất là nhiều rồi trong các phiên giao dịch rồi tuy nhiên là với gách thì nó đang gặp khó khăn ở cái mức giá 14 13 4 thì với mã cổ phiếu này thì chúng ta thì chúng ta nếu mà có mua sớm nếu mà về quanh vùng giá 12.5 và 12.4 12.6 này chúng ta sẽ coi là một điểm mua sớm khi mà nó chưa vượt được cái kizu này cái đường kizu này là một uh, cái đường trung bình của 26 phiên đỉnh của là đỉnh có ở đây là quanh giá 15.9 đi mình sẽ lấy là quanh giá 15.9 và đáy là ở đây quanh giá 10.7 có nghĩa là trong khoảng độ hai phiên nữa thì cái đường kizu này nó sẽ quật xuống và cái đường ca này là 9 thì nó sẽ đi cùng với cả cái thằng đường giá này vùng giá 9 ở đây mới lên đây nếu là đi cùng trung bình nếu trường hợp mà vượt lên thì cái đường kizu này nó mới lên còn cái đường ca này thì nó sẽ là 26 phiên có nghĩa là khoảng tầm hai phiên nữa thôi hai phiên nữa là nó sẽ đến đây hai phiên nữa đến đây và cái đường kizu này nó sẽ nằm xuống chúng ta sẽ anh theo dõi mua cái mã cổ phiếu này được Đấy, không cần phải gọi là mua quá sớm nữa Đấy thì đấy là với gách chúng ta có cái điểm mua Cái điểm mua quanh giá 12.5, 12.4, 12.6 Với kháng cự của nó sẽ ở quanh mức giá 15.2 Hoặc nếu mà chúng ta có thể cầm dài hơn thì chắc chắn là Với cái target quanh giá 16, 18.6 sẽ là hoàn toàn được đối với mã cổ phiếu này à, Cắt lỗ thì cũng tương tự thôi Cắt lỗ thì cũng tương tự thôi, quanh giá 11.4 Hoặc nếu mà ai à, có cái mức à, để biên độ rộng hơn một tí Thì có thể là quanh cắt lỗ khi mà thủng đáy, quanh giá 10.8 Đấy thì đó đấy là sẽ ok hơn thì ok như vậy là đã có 3 mã cổ phiếu rồi chúng ta có thể là quan tâm được đấy là với trên thị trường và ngoài ra thì cái phương án và giao dịch trong dạng này thì chúng ta cũng chỉ lên giao dịch theo cái dạng thái là cuốn chiếu thôi đấy mua xong và lướt à, nhanh à, với cái tỷ trọng chúng ta chỉ nên để mức 50 tài khoản Ok hy vọng rằng là à, bản tin sẽ mang lại một số các thông tin hữu ích cho các bạn chúng ta mọi người đừng quên rằng là trong uh, 8 giờ sáng uh, 8 giờ 15 uh, và mỗi sáng từ thứ hai đến 6 thì mình sẽ có livestream để lọc cổ phiếu trước trước mỗi phiên thì hy vọng rằng là mọi người sẽ đừng bỏ quên cái phần đó xin chào và hẹn gặp lại.